sớm tinh mơ tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng. Ai đem nắng đông ngày mai cháy những giọt mồ hôi. Từ nơi đào xa mênh mông sông về nơi.
Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Chúng ta cùng vỗ tay tiếp cho các bạn đi nào. Nãy giờ thì chị xem một bài múa nhưng mà chị cảm thấy đấy như kiểu là một câu chuyện vậy á. Em có thể nói về cái câu chuyện này không? Lúc đầu thì như thế nào nhỉ? Lúc đầu thì là nói về làng quê yên bình ở miền Trung. Và đoạn giữa là khi mà bão kéo về thì người dân đã... đoàn kết đúng không? Đoàn kết và đã có những hành động như thế nào để chống lũ. Và lúc sau là những có cái, những cái cuộc cứu trợ để giúp cho nhân dân có thể... sống sót qua bùng đó, chia sẻ yêu thương á. Thế bạn em đã xem video mà chị đi đến miền Trung chưa? Dạ rồi ạ. Rồi đấy, hôm đấy thì chị cũng cùng nhãn hàng Sữa Cun đến miền Trung. Nói là khi mà nói đến đây thì em cảm thấy là tại hôm trước á, khi mà ở miền Trung gặp lũ lụt á, chính em là người đi đến đấy. Em thấy thương miền Trung vô cùng luôn á. Có những nhiều nhà á, khi mà em thấy là họ bảo là em hỏi là có mất mát gì nhiều không, họ nói là không có mất gì hết. Thì em mới hiểu lý do mà tại sao lũ đến như vậy mà không có mất gì. Bởi vì họ không có gì để mất hết. Họ chỉ có một cái căn nhà đó thôi. Và lũ lên thì họ đi tránh bão thôi, họ không còn gì để mất. Cho nên em thấy thương miền Trung cực kỳ luôn á. Thế em có biết là nguyên nhân tại sao mà có bão lũ không? Là do thay đổi thời tiết. Hiện nay là tại vì chị thấy rằng có nhiều cái, người ta hay nói là tại vì rừng của Việt Nam không còn nhiều nữa, cho nên là sẽ có lâu lâu thì chúng ta sẽ có bão lụt. Cho nên là chúng ta qua cái này thì em rút ra được cái gì? Cây không còn nhiều nữa, không còn giữ đất, không còn giữ nước thì chúng ta phải làm gì? Là chúng ta phải trồng nhiều cây xanh ạ. Đúng rồi, phải bảo vệ môi trường, phải trồng nhiều cây xanh lên để giữ đất giữ nước nhá. Rồi bảo vệ trái đất của chúng ta được xanh tươi hơn nhá. Một tiết mục làm chị cảm thấy đấy. Chắc là tại vì riêng em là em cảm thấy nó xúc động hơn bình thường. Bởi vì chính em là người đi đến miền Trung vào những ngày bão lũ đó. Em không có thể nào đi vào được trong từng nhà luôn. Bởi vì nước ngập lên rất là nhiều. Cho nên khi mà nhìn thấy cái này thì những cái cảnh đó nó ùa về làm cho em cảm thấy rất là xúc động. Không phải chỉ riêng em đâu. Tại vì hôm đấy anh cũng đi mà đó. Thì khi mà thấy các bạn nhỏ trình diễn cái bài múa này thì anh cũng thấy rất là cảm động. Thực sự rất là cảm động luôn. Và anh biết chắc rằng các em cũng đã mất rất là nhiều thời gian để dàn dựng một tiết mục công phu, hết sức là công phu luôn. Cảm ơn các em rất là nhiều, các em đã làm rất là tốt. Chúc mừng các em. Và đây là kết hợp của tất cả các bạn học sinh cùng với các cô giáo luôn. Một cái gần như là vừa múa kết hợp với một hoạt cảnh luôn. Nó có đầy đủ các đạo cụ, có nhà, có đọt rơm, có dòng sông, có cuốc, có sàng sẩy các thứ. Nói chung là đủ hết cả. Và không phải một mình thơ xúc động đâu, mà tất cả ban giám khảo đều rơm rớm nước mắt hết. Tôi tặng điểm các bạn luôn. Tôi tặng các bạn 10 điểm và một ngôi sao. Anh cũng sẽ cho các em 10 điểm và một ngôi sao. Anh cũng cho các em 10 điểm. Và chú cũng muốn học tập thêm các cháu là tại sao mình lại dàn dựng cái tiết mục hay như thế này để nói lên cái điều gì cho tất cả các bạn nhỏ cùng lứa tuổi của các cháu. Là bọn cháu muốn gửi đến thông điệp qua bài này là người dân Việt Nam luôn luôn là chung tay với người Việt Trung để giúp họ vượt qua khó khăn, họ có thể cải thiện cuộc sống và có một cuộc sống tốt đẹp hơn ạ. Và hơn nữa, tất cả chúng ta phải gìn giữ môi trường, bảo vệ môi trường. Thế các em có biết là để bảo vệ môi trường á, thì việc đơn giản nhất các em có thể làm là gì không nào? Đó là vứt rác vào thùng ạ. Đúng rồi, vứt rác và phân loại rác. Chúng ta cũng cần phải tiết kiệm điện nữa nhá. Ví dụ đi ra ngoài thì tắt điện này, tắt máy lạnh này đúng không? Đó là những việc đơn giản tất cả các em cũng có thể làm. Cũng coi như là cách để chia sẻ đối với các bạn ở miền Trung đúng không nào? Bởi vì chúng ta đang được hưởng lại cuộc sống hòa bình này, yên ấm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả. Cô nghĩ là các giám khảo đã cho điểm 10 và một ngôi sao rồi. Và đây là một tiết mục mà thông điệp rất là rõ ràng. Cho nên là cô cũng sẽ cho 10 điểm và một ngôi sao. Còn đây là kỷ niệm chương. Anh Tiểu Thúy thì chắc chắn cho 10 điểm và một ngôi sao rồi. Anh đúng đã không? Cho từ lâu rồi. Cảm ơn các em đã mang đến đây một bài múa với một thông điệp hết sức ý nghĩa nhá. Mọi người hãy cho các bạn nhỏ một tràng pháo tay nào. Rồi, bye bye các em nhá. Cảm ơn cô giáo và mẹ của các bé đã rất là nhiều, đã giúp dàn dựng cho tiết mục thật là ý nghĩa này.